Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của Chu Smart. Lại là mình đây, mình đã xuất hiện thì chắc chắn lại có app hay rồi. Ok, thì hôm nay là đến cái gì đây? Bây giờ hôm nay thì sẽ phục vụ cho anh em là thích sống ảo trên Facebook. Thì chúng ta có những thiết bị gì để sống ảo, là xem là chúng ta có đăng ảnh lên tường này, chúng ta có ảnh bìa này, chúng ta ảnh đại diện này. Còn cái gì đâu nhỉ? Video sống ảo thì hôm nay mình sẽ nhắm lên phần ảnh thôi. Thì thường thường ấy, anh em mình chụp cái ảnh lên thì trông nó đơn giản đúng không? Thì nó chỉ có ảnh. Ví dụ như mình sẽ đăng cái ảnh lên, tôi bỏ cái này đi nhá. Đây, thả con Nikon Mark từ trên tầng 24 xuống xem nó có vỡ hay không. Bây giờ chỉ đăng ảnh cái này cũng đủ like rồi. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ làm cho nó đẹp hơn, còn hấp dẫn hơn nữa. Làm như thế nào thì hãy vào video nhá. Ok, video đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với app rồi. App tên là gì? App đầu tiên là Word. Nói chung là mình cũng chả biết cái tên app là gì, mình sẽ ghi tag ở đây nhá. Thì cái app này tải ở đâu, các bạn hãy vào App Store. Được cái là cái app này mới chỉ có trên iOS thôi, còn những cái thiết bị Android thì mình chưa tìm ra cái app này. Thì đây, các bạn dùng Android thì nói chung là cái app đấy mình tìm trên xe App Play thì App Store. Thì bây giờ mình quên mất cái tên nó luôn rồi, mình không phải nhớ được. Thì cái app này đây này, nó là hình như thế này, các bạn nhớ nhá, có hình W này. Đây, các bạn ấn vào thì nói chung là nó sẽ bắt chúng ta truy cập một số cái quyền khá là cơ bản. Bây giờ mình sẽ ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ có những cái gì ở đây. Trên cái đầu tiên vào ấy thì nó có một cái đâu đây này. Ví dụ như ok. Thì đây, ví dụ như cái ở ngay đầu tiên các bạn vào ấy thì nó có những cái hình như này. Đây, ví dụ như trái tim đập này, nó là ảnh động, hoặc là cái hình ảnh mà có cái bộ não đang hoạt động này. Đấy, nước trôi này, mây này. Thì cái này nó giống với cái hôm nọ anh Trường đã giới thiệu là cái làm mây trôi ấy để cho dân phượt, thì khá là hay. Thì đây, cái này cũng vậy. Đó, thì tuy nhiên chúng ta sẽ làm cái ảnh của chúng ta thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn này. Bây giờ nhá, các bạn hãy ấn vào cái này. Đó, bây giờ mình sẽ chọn được cái ảnh, như cái ảnh đấy là ảnh này đi. Đó, nó bị ao nét rồi. Đây, cái ảnh này là ảnh chụp con Nikon Mark đứng trên tầng 24, mình dí xuống. Thì các bạn đã chọn ảnh xong thì hãy ấn cái này. Đấy, cái Build Your Library này chính là những cái hiệu ứng mà các bạn có thể vào. Thì bây giờ ở đây chúng ta có cả chữ này. Những cái hiệu ứng nó xịn hơn thì chúng ta sẽ phải mua. Ví dụ như có những cái free, có rất nhiều cái free. Đó, có những cái phải mua, có những cái free. Bây giờ mình sẽ thử cái này đi. Mình sẽ install cái này về. Acapolis. Đó, Acapolis hình như là kiểu tận thế nhỉ. À, cái này là phải tải. Thôi, bỏ cái này đi. Ok, nói chung là các bạn tải về nhá. Thì chúng ta sẽ có những cái stock là có những cái gì. Bây giờ đấy, anh các bạn thấy không? Rồi. Đấy, đây là hiệu ứng mưa. Tuy nhiên thì nó lại không hợp với cái này lắm. Mình sẽ thử với những cái này không hay. Tuyết rơi à? Tuyết rơi không hợp lý lắm. À, mình biết cho cái gì rồi. Đây. Và khi mà các bạn đã chọn xong thì nó sẽ chạy trên này. Thì các bạn hãy ấn vào cái này để di chuyển. Các bạn thấy không? Đấy, mình đang cầm cái ngọn lửa điện thoại đang bùng cháy trên tay và mình sẽ thả nó xuống. Ảnh này khá là hay, tí mình sẽ có cái description cực độc. Nói chung là chúng ta có thể thêm một vài lớp nữa. Bây giờ mình có lửa rồi, bên mình sẽ cộng thêm này. Thì mình sẽ thêm cái gì vào nữa? Lửa thì phải có khói. Nói chung là đây, các bạn căn chỉnh lại một tí. Mình sẽ căn chỉnh lại một tí. Nói chung là cái khói này hơi xấu. Bây giờ chúng ta muốn xóa đi thì xóa kiểu gì? Ok. Xóa đi, các bạn ấn vào nút xóa này. Rồi, anh cũng xóa đây nhá. Rồi mình sẽ thử cái này mà. Đấy, các bạn thấy không? Mình thêm các hiệu ứng khá là đơn giản, cơ bản ở đây. Khá là hay. Thế mặt phết đấy. Bây giờ, có cái này hay này. Đấy, cái này nói chung là nó hơi chói chang một tí, cũng hợp lý với cái này đấy. Mình sẽ cho cái này nó to ra chỉ cho nó không bị... Rồi, các bạn thấy không? Nhìn nó đã hay hơn rồi. Tiếp theo là chúng ta có thể chỉnh được cái logo này. Nó khi mà chúng ta muốn xóa cái logo thì chúng ta phải mất 99.000 phải cho bản Pro. Tuy nhiên thì chúng ta để logo cũng được. Ok, khi mà đã xong thì các bạn hãy ấn vào đây, có cái nút lưu. Đấy, thì nó sẽ ra cái ứng dụng là save vào photo. Bây giờ chúng ta sẽ save vào save thành dạng video hoặc là animation GIF. Thì cái này có nghĩa là mình sẽ save vào thành GIF đi. Với cái cao nhất là 10 MB cho nó xịn nhất. Máy bộ nhớ cao không sợ. Và chúng ta save một lần nữa với dạng video. Chúng ta sẽ chọn được là 2 giây này, 10 giây. Mình sẽ chọn lên khoảng tầm 10 giây đi. 10 giây là hợp lý không? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta hãy vào cái đây, các bạn thấy không? Một cái là ảnh GIF.
Dạ, ảnh GIF thì ảnh GIF thì các bạn có thể gửi rất là dễ, các bạn có thể đi comment cũng được, các bạn có thể đăng ảnh cũng được này. Bây giờ mình sẽ thử mượn Facebook anh Trường mình đăng ảnh cả. Đăng gọi là thôi, mình không cần đăng đâu. Ở đây, thì ở đây là nó sẽ báo là dạng video. Bây giờ thì mình thử sang đây xem nó có chạy không nhá. Cái GIF trên Facebook không biết, à GIF thì nó sẽ không chạy trên bài đăng, thì các bạn sẽ phải đăng cái video. Các bạn thấy không, nó hơi, đây, thì các bạn hãy đăng cái video này. Đấy, thì các bạn hãy đăng cái video này. Nếu mà đăng Facebook thì đăng dạng video, hoặc là đăng Insta thì sẽ đăng dạng video. Còn nếu mà các bạn gửi comment ấy, bây giờ mình gửi ảnh này, mình sẽ che này vào tí. Ok, bây giờ mình sẽ gửi cái này. Đấy các bạn thấy không, ảnh GIF này. Gửi ảnh GIF thì có thể gửi MMS hoặc là IMS hoặc là những tin nhắn cho bạn bè cũng được, khá là hay và thú vị. Ok, đó, cái app này thì nó cho phép chúng ta làm như vậy. Đấy, và chúng ta có thể share lên rất nhiều này, Facebook này, Snapchat này, WhatsApp, Twitter, Telegram. Cái app này nó link khá là nhiều với những cái app mạng xã hội hiện nay. Nói chung là wow, đây là nó tự chọn cho mình, nhưng mình không thích cái này. Ok, ngoài ra chúng ta còn có thêm gì, chúng ta có thể chỉnh được màu này. Đó, chúng ta có thể chỉnh được màu. Ok, chúng ta có thể chỉnh ánh sáng, nói chung blur, rất là nhiều thứ ở trên cái này, tùy chỉnh cho các bạn để các bạn có thể sống ảo một cách hợp lý nhất. Ok, vậy rồi vừa rồi mình vừa cho các bạn một cách để sống ảo trên Facebook với cái app Weeble này. Weeble, mình đọc có Weeble đi, các bạn có thể search cái từ khóa này nhá. Thì cái app này cho phép chúng ta sống ảo với những cái bức ảnh hoặc là những cái video dạng chuyển động, khá là hay và thú vị, để giúp các bạn có nhiều like trên Facebook hơn. Ok, video mình đến kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn nếu ý kiến thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận phía dưới nhá. Còn video của mình đến kết thúc, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chusmart, hệ thống sửa chữa điện thoại số 1 Hà Nội.